Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2014, tại trường tiểu học Vĩnh Khê, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức khai mạc hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp cơ sở năm học 2013-2014 cho giáo viên trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đăng ký dự thi có 95 giáo viên xuất sắc đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Mỗi giáo viên chủ nhiệm dự thi trải qua 4 phần thi: thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm, thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp, thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm. Đây là hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện tài năng, sự thông minh, sáng tạo trong quá trình xử lý các tình huống sư phạm, là cơ hội để giáo viên học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp. Thông qua hội thi, ban tổ chức sẽ tuyên dương và tôn vinh nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực, nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi trường, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh. Hội thi này cũng góp phần đánh giá thực trạng năng lực nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp, từ đó giúp phòng giáo dục và các trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của các giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Theo kế hoạch, lễ tổng kết và trao giải hội thi được tổ chức vào hồi 15:30 ngày 15 tháng 3 năm 2014.